Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Hàng hot Mitsubishi Spander, chiếc cơ hội nội địa hóa, giá còn có thể rẻ hơn nữa tại Việt Nam. Nhà máy thứ hai của Mitsubishi nhiều khả năng sẽ được xây dựng ở Nghệ An. Để được hưởng ưu đãi như những doanh nghiệp khác, hãng xe Nhật sẽ phải lắp ráp thêm ít nhất một mẫu xe khác. Trong buổi gặp mặt một số doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn vào tỉnh Nghệ An ngày 23 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Mitsubishi Corporation nghiên cứu xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô tại khu vực này. Trong thời gian tới, Mitsubishi sẽ ký kết biên bản ghi nhớ với tỉnh trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô. Mitsubishi đã từng khảo sát khu vực này từ lâu. Ngày 10 tháng 1 năm 2018, Mitsubishi đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An để tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư dự án xây dựng nhà máy. Qua nhiều lần làm việc, những phương án kỹ thuật cuối cùng cũng đã được đưa ra đối với việc đặt nhà máy tại khu vực công nghiệp Hoàng Mai. Theo kế hoạch trước đó, Mitsubishi Motors sẽ đầu tư khoảng 250 triệu USD để xây dựng nhà máy thứ hai, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2020 với công suất 30.000 cho tới 50.000 xe một năm. Tính trung bình, sản lượng mỗi tháng của nhà máy này từ khoảng 2.500 cho đến 4.000 xe. Để khai thác tối đa công suất nhà máy, hãng xe Nhật sẽ phải lắp ráp thêm những mẫu xe khác. Hiện tại, nhà máy tại Bình Dương với công suất 6.000 xe một năm chỉ lắp ráp duy nhất mẫu Outlander và bán ra từ đầu năm 2018. Hơn nữa, việc lắp ráp thêm ít nhất một mẫu xe nữa sẽ là tất yếu với Mitsubishi để được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện như những hãng khác như Toyota hay Hyundai. Theo Nghị định 125, hãng xe sẽ phải đáp ứng mức sản lượng tối thiểu 10.000 xe một năm và phải có một mẫu xe cam kết đạt sản lượng ít nhất 4.000 xe một năm. Nếu chỉ có Outlander, sản lượng mỗi năm sẽ không thể đáp ứng được. Hiện tại, Mitsubishi đang phân phối 6 mẫu xe tại Việt Nam, trong đó có Outlander lắp ráp trong nước, còn Mirage, S-Track, Expander, Triton và Paero Sport đều được nhập từ Thái Lan và Indonesia. Expander là mẫu xe có triển vọng nhất sẽ được lắp ráp tại Việt Nam trong thời gian tới. Thứ nhất, mẫu xe này đang trên đà tăng trưởng rất tốt với doanh số chủ đạo. Trong tháng đầu của năm 2019, doanh số của Expander đạt gần 1.300 xe. Lượng đơn hàng ký vẫn phải xếp dài và lịch trả xe đến tận tháng 4 năm 2019. Thứ hai, mẫu xe này đang gặp phải tình trạng thiếu nguồn cung trên thế giới. Nhà máy tại Indonesia đã phải nâng công suất trong năm 2019 trước sức cầu lớn từ những thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Các mẫu xe còn lại có doanh số bán hàng chưa thực sự tốt. Với chưa đầy 300 xe một tháng, Paero Sport và Mirage là hai mẫu xe có sức bán yếu nhất. Trong năm nay, Mirage thế hệ mới sẽ ra mắt tại Thái Lan, đồng nghĩa với việc S-Track cũng sẽ được nâng cấp. Một cơ hội mới sẽ mở ra với mẫu xe nhỏ hạng B và nếu tình hình kinh doanh khả quan, những mẫu xe này cũng sẽ được hy vọng là sẽ lắp ráp tại Việt Nam, cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Vios, Yaris, Honda City, Honda Jazz hay là Hyundai Accent. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.